sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo nền cho một cái video ở trên YouTube nhé. Như các bạn cũng biết, nếu như mà một cái YouTube nào đó các bạn đăng lên mà có cái nền thật là thu hút thì sẽ hút người xem kích vào. Đấy, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo cái nền trên YouTube để giúp các bạn là cái YouTube của các bạn là được thu hút hơn. Đầu tiên các bạn vào Google Chrome nhé. Google Chrome. Đấy, các bạn vào Google Chrome, các bạn đánh tìm kiếm là http này, s này. Đấy, giống như ở trên màn hình mình này, kênh cái hai số chéo này, youtube.com này. Đấy, các bạn tìm kiếm này, sẽ ra trang chủ của YouTube giống như là trên giao diện của máy tính. Đấy, các bạn đăng nhập vào tài khoản của mình nhá, đăng nhập vào tài khoản YouTube của mình bằng cách là vào cái chỗ hình biểu tượng hình người trên đây này. Đấy, đây này. Đấy, đây là mình đã đăng nhập rồi. Các bạn đăng nhập cái kênh YouTube của mình vào đây nhá. Đấy, xong rồi các bạn ấn vào cái chữ Crypto Studio này. Đấy, thì các bạn sẽ ra một loạt các cái kênh của các bạn đây. Một loạt các kênh của bạn đây, các bạn xem tất cả các kênh này. Đây là những cái kênh YouTube của mình. Mình đã các cái video của mình đã tạo được cái nền. Đây, cái nền rất là thu hút bắt mắt đúng không ạ? Đấy, mình đã tạo cái nền cho các video của mình. Thì ví dụ các bạn, hướng dẫn các bạn tạo một cái nền cho một cái đây, ví dụ như là cái này. Thì các bạn ấn vào chữ chỉnh sửa này. Đấy, ấn vào chỗ chỉnh sửa này. Vào chỗ hình thu nhỏ đây này. Đấy, các bạn vào tệp để tìm cái ảnh mà mình đã thiết kế sẵn nhá. Tìm một cái đây, ví dụ cái này. Đấy, cái hình mà mình đã thiết kế sẵn cho cái video này rồi. Xong các bạn ấn vào new thay đổi này. Đấy, thế là xong. Đấy, ok. Ok, thế là xong. Đấy. Đấy, các bạn có thể thấy này. Các cái video của mình đã có sẵn những cái nền cho cái video ấy rồi thì sẽ thu hút người xem hơn đúng không ạ? Đấy, thật là đơn giản đúng không? Chúc các bạn thành công nhé.